Xin chào anh em nha, đã quay lại với video mới của X135 Shop. Thì hiện tại đang có một khách Accenter 135 lắp cây phuộc S2 Line. Thì mình cũng quay lại cho anh em xem cây phuộc đó lắp ráp nó nhúng như thế nào. Thì hôm trước là mình có làm một video giới thiệu sản phẩm rồi, nhưng mình vẫn chưa có dịp để gắn lên xe cho khách. Đa số là khách đến cửa hàng mình mua là mua về hoặc là ship tỉnh, mình chưa có thời gian lắp ráp lên một cái xe nào hoàn chỉnh. Thành ra là mình tiện thể đang có xe lắp mà mình sẽ quay lại và nhúng test cho các bạn xem luôn nha. Rồi cây phuộc này hiện tại giá bán lẻ tại cửa hàng của mình là 2.4 triệu, 2.4 triệu nha các bạn, và bảo hành cho các bạn là 2 năm. Và cây phuộc này là có tinh chỉnh rebound đầy đủ nha các bạn, rất là êm, rất là cao cấp, màu đen ti vàng đặc trưng của Racing Boy trong cái dòng phuộc mới. Thì bây giờ là mình sẽ lắp lên xe và nhúng cho các bạn xem, bắt đầu nha. Đây này các bạn, bây giờ bên mình đã lắp ráp xong cây phuộc S2 Line lên xe 135. Và cây phuộc này á, là cái phần đây là phần tinh chỉnh rebound đi các bạn. Tí nữa là mình sẽ tinh chỉnh rebound và coi thử cái độ nhúng cây phuộc nó như thế nào. Thì thuộc vào cái sở thích của khách mà để tinh chỉnh cái rebound cho phù hợp. Khi mình đi đường trường này, mình đi đường dốc, đường núi thì nó sẽ mình tự tinh được. Nói chung nó dễ lắm các bạn. Bây giờ là mình sẽ test và hướng dẫn luôn cho các bạn sử dụng cây phuộc S2 Line nha. Nhúng đi. Đó, thấy không? Cây phuộc này nhúng đi. Nhúng rất là êm các bạn. Đó. Mà các bạn muốn cho nó nhúng lên nhanh, nhúng lên chậm á, là các bạn phải chỉnh qua này. Dễ nhất này. Em xuống xe đi. Qua bên phải đi. Khoảng qua là 10 nấc. 2 nấc, 3 nấc, 4 nấc, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Rồi em lên ngồi lại đi. Các bạn cảm thấy mà nó nhúng quá là các bạn phải chỉnh lại xíu nha. Để từ từ. Đó, nhúng đi. Ví dụ như mình đi ở những cái đoạn đường vòng hoặc là đi trong thành phố thì mình cảm thấy như thế nào phù hợp cho mình á thì mình tự chỉnh. Ví dụ như là đi thành phố á, là bạn không cần phải lên nhanh quá. Lên nhanh quá là nó rất là tức cái lưng của mình. Đó. Nhúng đi em. Mà thấy không? Mình đã chỉnh lên, nó là 36 nấc, mình đã chỉnh lên 10 nấc thôi các bạn, mà đã nhúng tốt rồi. Bạn càng chỉnh về phía sau là cái phuộc của mình là cái độ năng của nó ít hơn. Các bạn thấy không? Nhúng tiếp đi em. Đó. Khách hàng thì thích cái kiểu nhúng này hơn, là khách hàng sẽ mặc định là cho mình chỉnh khách hàng là 10 nấc, thì các bạn mua về có thể chỉnh theo tùy ý. Đó. Ok. Xin chào các bạn nha.